Cách đây một vài ngày tôi đã có video clip giới thiệu đến các bạn khoảng 10 đô la BMW 900C của Nhật Bản. Thì các bạn biết là những cặp này hiện nay theo catalog của nhà máy ngày hôm nay tôi cập nhật thì những cặp loa này mới tinh đập thùng đã xấp xỉ khoảng 40 triệu đồng. Đó là một cái mức giá mà nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Tuy nhiên thì các bạn thấy những hàng bãi tôi tuyển kỹ như thế này thì tôi đã bán cho các bạn với mức giá 13 triệu đồng. Và trong tuần vừa rồi thì các bạn lấy của tôi hơn 10 cặp và cũng hết sạch luôn, không còn nữa. Và ngày hôm nay thì tôi về được 5 cặp nữa. Đây là những cặp loa cuối cùng của năm 2021. Tức là tính theo lịch âm và lịch dương, chúng ta đã bước sang 2022 rồi. Tức là tôi muốn nói rằng trước Tết âm lịch Nhâm Dần thì đây là 5 cặp loa BMW 900C cuối cùng phục vụ các bạn mà tôi có thể cung cấp cho các bạn. Các bạn thân mến, và ngày hôm trước thì tôi nói rằng BMW 900C chính là vua loa nằm. Ở cái tầm loa nằm thì các bạn nhớ này, không có cặp loa nằm nào xuất sắc vượt qua được BMW 900C. Và tôi gọi nó là vua loa nằm. Thì nhiều bạn có gọi điện nhắn tin với tôi rằng nếu như nói BMW 900C là vua loa nằm thì nó chưa xứng đáng. Mà các bạn phải nói với tôi là BMW 2000, đấy, BMW 2000 bát 30 chở kháng 8 ôm công suất cực đại là 1.200W một thùng. Một thân thùng có một bát 30, hai chung và hai chép giấy. Và đây mới gọi là vua karaoke ở phân khúc loa nằm. Thì tôi giật mình và đúng là các bạn tinh tế thật. Các bạn gợi ý cho tôi rất là tuyệt vời. Đây là những cặp BMW 2000 các bạn ạ. Thông số như tôi vừa nêu ở trên, rất dễ phối ghép và giá của nó là 10 triệu đồng một cặp. Đây là những cặp tôi tuyển kỹ. Và chính xác đây mới là vua loa nằm. Đấy. Với công suất là 1.200W một thùng thì các bạn biết rồi đấy. Tôi vẫn nói câu chuyện cách đây một vài năm khi mà ngày Tết Thiếu Nhi cũng như Trung Thu thì các bác tổ trưởng, tổ dân phố có đến là đề nghị cho tôi mượn một con đẩy 4 kênh và cho mượn 2 cặp BMW 2000 và tôi setup trên cái xe đẩy cho các bác và các bác đánh những cái bản nhạc đi ra đường và đi qua rất nhiều những cái ngõ hẻm là các gia đình xung quanh là sợ vỡ kính, không chịu được. Đấy, các bạn thấy đấy chính là cái tác dụng thực tế của BMW 2000, công suất cực đại đánh ở những cái không gian, ví dụ đi vào ngõ và dùng những con đẩy 4 kênh. Và tôi nhắc lại các bạn, BMW 2000 chính là vua loa nằm và bát 30 chở kháng 8 ôm công suất cực đại 1.200W một thùng. Như các bạn thấy và tôi đang bán với giá 10 triệu đồng. Thế nhưng mà nếu như gọi BMW 2000 là vua thì BMW 900C là gì? Xin thưa các bạn, các bạn hôm nay cũng gợi ý cho tôi nói chính xác. BMW 900C phải gọi đúng nó là Thái Thượng Hoàng. Thái có nghĩa là to hơn, thượng là ở trên, hoàng là vua, nghĩa là to hơn vua và ở trên vua, gọi là Thái Thượng Hoàng. Chính xác, BMW 900C hoàn toàn xứng đáng với cái cương vị của nó, đó là Thái Thượng Hoàng, tức là to hơn và hoành tráng hơn cả vua nữa. Đấy, thì các bạn thấy đây là những cặp BMW 900C. Nó sử dụng chở kháng 8 ôm công suất cực đại 1.200W một thùng và đặc biệt là nó sử dụng bát 30 và cái cách thiết kế của nó vừa sang, xịn, mịn. Đấy. Một bát 30 và sau lưng của nó có một cái công tắc giúp các bạn có thể bật sang chế độ đánh phòng hẹp hay phòng rộng. Và các bạn nhìn thấy ở hai bên đầu của nó thì có hai cái hộc tán sóng đa hướng bởi những cái thanh nan để cho cái sóng âm có thể tỏa mở rộng về các hướng. Và các bạn thấy những cái điều này thì loa đứng có đắt tiền đến bao nhiêu chăng cũng không làm được. Đấy. Đồng ý với các bạn là những cặp loa đứng loa full ấy thì tôi cũng thế, tôi đánh giá rất cao về cái độ nhạy cũng như là cái khả năng định hướng chính xác của các dải âm thanh. Nhưng nói về âm hình, nói về việc vẽ lại cái sân khấu thì nó không thể ăn được loa nằm. Bởi vì các bạn nhìn này, tại sao loa nằm người ta thiết kế nó ưỡn như thế này? Đấy, các bạn nhớ nhá, tại sao như thế? Trong khi thằng loa full thì nó lại thiết kế như thế này. Thì các bạn thấy rồi đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn thấy là loa full thì có cái hay của loa full và loa nằm thì có cái hay của loa nằm. Rõ ràng như vậy thì các bạn tùy theo các bạn, bạn nào thích loa nằm thì ta quất loa nằm, bạn nào thích loa full thì ta quất loa full. Và những cặp BMW 900C Thái Thượng Hoàng có giá 13 triệu đồng. 5 cặp cuối cùng phục vụ các bạn chưa xuân. Và trong tuần vừa rồi các bạn 10 cặp, thấy 10 cặp về thì các bạn từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, đấy, Ninh Bình, Hải Dương đều đến với tôi để sắm được những cái cấu hình. Thường các bác hay nhờ tôi ghép luôn cả bộ. Đấy, một là con bộ rẻ. Bởi vì tôi đánh bằng những con đẩy như con đẩy này, đó là đẩy xe AVS A1000, đấy, giá 7.500.000 đồng. Đập thùng chạy cực êm, khi bật lên thì nó hiển thị luôn cái hiệu điện thế đây, nhìn rất là sang xịn mịn. Và đặc biệt là nó lại tích hợp sẵn một bộ quản lý nguồn, tức là sau lưng của nó có 4 cái rắc, 4 cái ổ cắm đấy, để các bạn có thể cắm luôn các thiết bị này vào sau lưng của nó. Và giá lại chỉ 7.500.000 đồng. Và những con súp xe AVS, kể cả súp định hướng, súp đa hướng cũng giá 5.500.000 đồng. Vang thì các bác có thể lựa chọn đây này, đấy, Jaguar F900. Những con vang Jaguar F900 nhập khẩu từ Hàn Quốc giá 5.700.000 đồng.
đầy đủ, đủ các tính năng, gọi nó là một bản mixer thu nhỏ. Hay những dòng vang neck, đấy, vang cơ vang neck, những dòng vang số DB Acoustic, đấy, giá 5 triệu. À, xin lỗi các bạn, giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và các bạn thấy này, đấy, đây là cái đứa con út của gia đình BMB, đó là BMB 455, bán cho các bạn giá chỉ 4 triệu 2. Và các bạn thấy là những cái bản test của tôi thì khi tôi test những cái cặp này nó rất là hợp lý, đánh với những con đẩy khoảng 5 triệu rưỡi 6 triệu, cái là một con vang khoảng 2 triệu 3 triệu, đấy, là với một cái mic có dây khoảng tầm 1 triệu, là một bộ karaoke. Đấy, các bạn có thể vào kênh YouTube gõ chữ Cương Audio BMB 455, các bạn thấy luôn bản test của tôi, đó là đứa con út BMB 455 của đại gia đình BMB. Và các bạn thấy là những cặp này 4 triệu 200 ngàn đồng một cặp. Cái mức giá mà tôi báo này đều không mặc cả không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Và bây giờ tôi nói thế này, cái này mới ghê gớm làm cho tôi sốc này. Đây là những cặp loa DK made in Japan, tức là những cặp loa DK sản xuất tại Nhật Bản. Ngày hôm trước thì tôi đã có video tháo lòng phèo quay rất là chi tiết giới thiệu các bạn rồi, kể cả nam châm, bảy sắc cầu vòng. Thì ngày hôm trước tôi về 30 cặp đấy, DK, và các bạn thấy là giá chỉ 3 triệu 600 ngàn đồng. Cũng chẳng giấu thì các bạn, mỗi cặp này tôi lãi 600 ngàn đồng. Trong đó chưa kể các chi phí là vận chuyển, rồi ni lông, cuốn gói. Thông thường thì người ta sẽ bán những cái model này nó cao hơn, nhưng tôi bán giá chỉ 3 triệu 600 ngàn đồng một cặp DK đấy, sản xuất tại Nhật Bản, made in Korea. Xin lỗi các bạn, là made in Japan. Một bát 20 và 2 mít chép và 2 đầu. Và các bạn có thể chơi luôn hai cặp này, mỗi cặp 3 triệu 6 đúng không ạ? Thì hai cặp là 7 triệu 2. Chắc chắn là nếu hai cặp này quánh thì sẽ cường độ tiếng bát sẽ mạnh mẽ, uy lực hơn thằng 850 BMB 850, hay mạnh hơn, mẽ hơn BMB 450, thì tùy theo sở thích của các bạn. Và những cặp DK này, nhắc lại các bạn là trong tuần vừa rồi anh em lấy đến 20 cặp rồi. Đấy, và chỉ còn khoảng 10 cặp này nữa thôi. Tất cả những hàng này đều là hàng tuyển, như các bạn thấy, giá 3 triệu 6 không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Và nói đi nói lại thì các bạn vẫn thấy rằng nếu như các bạn có tiền, thật sự các bạn có tiền, và thực ra thì cũng không có gì là ghê gớm quá đâu. Những cặp Thái Thượng Hoàng BMB 900C này là 1200W, một thùng bát 30, tôi bán giá 13 triệu đồng. Thì các bạn thấy nhà sản xuất cũng hiểu, chiều và đã tung ra model BMB 450C. Model BMB 450C các bạn nhìn thoạt đầu có cái phong cách thiết kế khá giống với BMB Thái Thượng Hoàng 900C. Nhưng thằng này các bạn thấy nó thiết kế một mắt 25 và có 2 mít chép ở hai đầu, cũng sử dụng các học tán sóng đa hướng. Và sau lưng cũng có một công tắc giống như BMB 900C để bật các bạn đánh chế độ phòng hẹp hay phòng rộng. Và những cặp này các bạn thấy này, đấy, giá mới của nó bây giờ nó xấp xỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhưng những cặp như thế này tôi bán 6 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn có thể mua ở nhiều nơi khác với mức giá khoảng hơn 5 triệu, thậm chí rẻ hơn, thậm chí 800 nghìn hay 700 nghìn gì đó. Nhưng tôi không chắc rằng nó hay bằng những cặp BMB tôi tuyển. Bởi vì tôi nói các bạn rồi, khi các bạn có kiến thức thế nào là âm vực, thế nào là âm hình, thế nào là âm sắc, các bạn nhá, âm vực này, âm sắc này, âm hình này, khi các bạn phải có đủ những kiến thức đó, các bạn mới tuyển được những cặp loa còn nguyên cái chất âm của nhà sản xuất. Cho nên đó là lý do tại sao các bạn thấy những cái bản test của tôi, các dòng BMB nói chung, trong đó đặc biệt là BMB 450C, các bạn thấy âm thanh nó thật như tôi đang nói chuyện với các bạn vậy. Các bạn có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio, các bạn gõ chữ Cương Audio BMB 450, các bạn gõ đúng cái từ khóa Cương Audio BMB 450, các bạn sẽ thấy tôi hát những cái bài ví dụ như là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Đưa Em Vào Hạ, vân vân. Tại sao âm thanh nó sắc nét thế, mặc dù tôi chỉ sử dụng một con vang cơ thôi, giá khoảng 2 triệu 2 triệu 3 thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì tôi tuyển được những cặp loa đúng nghĩa của nó, và tôi bán giá 6 triệu 500 ngàn đồng, hoàn toàn xứng đáng với cái chất lượng âm thanh mà nó đem lại và những cái kiến thức mà tôi bỏ ra lăn lộn để có được, các bạn nhé. Và còn nếu như anh em cứ nói với nhau thì nói ai cũng nói được đấy, ai cũng chém gió được, ai cũng có thể đọc sách báo và chém gió vanh vách được. Thế nhưng mà hiểu được thế nào là âm sắc, thế nào là âm vực, thế nào là âm hình của một cặp loa, thì lúc đó chúng ta mới có cái kiến thức để chúng ta hiểu cái cặp loa nào còn giá trị và cặp loa nào nó còn bao nhiêu phần trăm, nếu như không nói về hình thức mà ta chỉ nói về chất âm. Ví dụ như các bạn biết rồi, những cái cặp loa nghe nhạc của Yamaha hay của Diatone, gân vải nó bị sơ cứng chết gân, thì có nghĩa là tần số đáp tuyến của nó không đúng như nhà sản xuất công bố nữa, và đương nhiên là cái âm vực của nó không thể đạt được như cái thông số ban đầu, và đương nhiên là tiếng của nó cứng còng còng. Đó là lý do trước đây rất nhiều bác hay sử dụng lọc xì ghép vào để khi các bạn đến mua loa là các bạn nghe những cái bài biển mặn, rồi những bài chuyện hoa sim, chuyện giản thiên lý, vân vân, các bát nó xuống mềm sâu, hay những cái bài chuyện người con gái ao sen, vân vân, thì các bạn thấy, hay là cái bài 10 năm áo tím của Thúy Hằng, thì các bạn thấy đó là những cái cách mà của những cái thợ mà trước đây, những cái chiêu bán hàng của những thợ trước đây. Còn bây giờ chúng tôi thì có nào tôi nói truyền đạt lại hết cho tất cả các bạn khán giả cùng nhau biết. Đấy, các bạn càng biết nhiều thì càng tuyệt vời cho chúng tôi, bởi vì các bạn đỡ hỏi nhiều, đỡ gọi điện nhiều, đỡ đau đầu,
Đấy. Thì bên này các bạn đã thấy này, đây là BMW 850. Thì thằng BMW 850 này thì nhìn cấu trúc thùng tương đương với BMW 850. Đây là 880. Đấy, xin lỗi các bạn, đây là BMW 880. Thì cấu trúc thùng cũng giống như thằng BMW 850, nhưng thằng 880 này nó cũng sử dụng cấu trúc một đó là một bát 25. Đấy, hai chung hai chép giống như 850, nhưng công suất cực đại của nó lại là 1000W một thùng, trong khi thằng BMW 850 và thằng 450 này là 500W một thùng. Như vậy các bạn thấy là thực tế về lý thuyết ấy, thì trong gia đình chỉ cần khoảng cứ 1m2 là chỉ cần 1W thôi. Mỗi 1m2 chỉ cần loa phát ra 1W là đủ phủ kín rồi. Nhưng chúng ta vẫn thích công suất lớn để thỉnh thoảng nếu cần, hoặc nếu thì thích. Đấy, nếu thì thích. Hàng xóm dội bom thì mình cũng ném bom. Đấy, các bạn thấy là như vậy nhá. Và trước đây có một cái thời kỳ mà tôi biết ở nông thôn ấy, rất nhiều cái gia đình khi mà con gà tức nhau tiếng gáy thì người ta cứ mở loa nhuịch, đặc biệt là những người mà sinh hoạt không có giờ giấc, người ta đang ngủ trưa thì mình lại lôi karaoke ra hát. Đấy, đêm người ta ngủ rồi 11, 12 giờ mình cứ xây giấc mộng ban đầu này. Tức là đắp bộ cuộc tình, đắp bao nhiêu năm cũng không xong. Đấy, câu chuyện các bạn nói thế. Tức là cái cách mà mình giữ gìn cái tình làng nghĩa xóm, cho nên phải đưa vào quy ước và hương ước thôn bản. Nhà ai thế, kể cả hiếu hỉ ma chay hay là hát hò, không được quá 22 giờ. Đấy, thì các bạn thấy đó là một cái điều mà hiện nay thì người ta đã duyệt rồi. Thì tôi nói các bạn rồi là những cặp loa hay, nhưng mà chúng ta không phải áp dụng cái phương pháp đó là nhà hàng xóm có khách thì bắt đầu mình đem loa mình để ra ngoài sân chĩa nhà người ta, mở hết công suất lên bắt đầu là bỏ đi chơi. Đấy, có nhiều nơi đã xảy ra những cái câu chuyện rất là không nên. Thì tôi mong là các bạn khi chúng ta chơi ấy, công suất lớn thì cũng đã rất là tốt rồi, nhưng mà nếu cần và chúng ta chơi thỉnh thoảng thôi, khi vui thôi, chơi một lúc thôi, sau đó là chúng ta phải để ý giờ giấc và để ý, ví dụ như nhà hàng xóm người ta đang có việc thì mình thôi tế nhị, ví dụ người ta đang có đám hiếu thì mình tuyệt đối không hát hò, các bạn nhớ nhé, không hát hò. Đó là cũng là một cái cách chúng ta thể hiện chia sẻ với nhau tình làng nghĩa xóm. Đấy, và các bạn nhớ là tất cả các thiết bị nó không có lỗi, mà lỗi là ở cái cách sử dụng, ở cái mục đích sử dụng của chúng ta. Và chém gió mãi thì tôi muốn nói các bạn này, BMW 880C đẹp như thế này, có giá 8.500.000 đồng. Nhiều bạn kêu là đắt, xin thưa các bạn không đắt đâu ạ, đắt sắt ra miếng, cái gì cũng có giá của nó cả. Mình mua một con xe cũ, xe máy ấy, thì có những con xe sản xuất cùng năm với nhau, nhưng có những con thì nó đi đến 10 vạn rồi, có những con nó chỉ đi 2 vạn thôi, và hình thức thì nhìn rất giống nhau các bạn nhé. Nhưng làm thế nào để biết con nào đi 10 vạn mà không bị tua lại đồng hồ? Đấy, thì đó là kiến thức của những người thợ buôn. Và đối với các dòng loa này thì chúng tôi dùng tai và dùng kinh nghiệm để nhận diện cái điều đó. Thì các bạn thấy là những cặp này tôi bán giá 8.500.000 đồng. Còn BMW 850 các bạn nhìn thấy đẹp, đấy, gọi là line new, và tôi bán giá 6.000.000 đồng. Chưa có bạn nào kêu được, thường không đủ hàng bán. Còn đây BMW 1000 thì các bạn biết rồi, trở kháng 8 ôm, công suất cực đại 700W một thùng, một bát 30, hai chung hai chép. Và những cặp này tôi bán giá 9.000.000, cũng không đủ hàng bao giờ, và cũng chỉ còn hai cặp này thôi, và chắc chắn các bạn nào mua thêm cũng không có nữa đâu. Những cặp Godfather 2190 có hai chép, một bát trên một thân thùng, và giá của nó là 5.200.000 đồng. Các bạn có thể gọi cho tôi để sở hữu ngay những cặp như thế này, tiếng rất là mạnh. Các bạn thân mến, có rất nhiều các dòng loa nữa. Tuy nhiên thì cứ chém gió lan man mãi thì cuối cùng thì tôi vẫn nói các bạn như thế này này. Các dòng loa BMW của Nhật thì thường là thợ người ta không còn mặn mà nữa. Các bạn thấy rất nhiều cửa hàng người ta có hàng nhưng người ta không quảng cáo. Tại sao đấy ạ? Không phải là người ta không test được hay như tôi, mà người ta biết thừa những cặp loa này nó lợi nhuận từ 300.000 đến 500.000, và tôi biết nhiều bác thậm chí bán hòa hoặc lãi khoảng 200.000. Nhưng khi các bạn mua cả bộ thì các bác có thể lãi con đẩy khoảng 500, lãi con vang khoảng 200, lãi cái mic khoảng 300, còn con loa bán hòa thế là ok. Thì các bạn nhớ nhé, cho nên người ta không mặn mà. Và các bạn thấy là những năm gần đây thì thường là cái thợ thì người ta chỉ nói lướt qua về BMW thôi, bởi vì lợi nhuận của nó hầu như không có, vì nó có giá chung rồi, và bán cao một mình không bán được. Đấy, thị trường nó có giá cả nó của nó rồi, cho nên đó là lý do tại sao thợ không còn mặn mà với BMW nữa. Nhưng mà đối với chúng tôi thì các bạn thấy các dòng BMW từ 455 cho đến 1000 2900C, rồi 450 850 880, tôi vẫn phục vụ các bạn một cách đầy đủ. Các bạn nhớ là có thể các bạn hôm nay mua một cặp loa hòa như tôi bán hòa, nhưng mà có thể ngày mai các bạn lại đến với tôi mua một cặp loa khác hay một cái sản phẩm khác, hay các bạn review đây là sản phẩm lấy của ông Cương Audio đấy, về thấy cả xóm mình hát ai khen hay, thế là tự nhiên hữu xạ tự nhiên hơn các bạn quảng cáo cho tôi rồi. Và cái cách quảng cáo theo cái kiểu mách tai ấy, nói thầm ấy, thì nó còn hay hơn là cái việc mà chúng ta quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều. Điều này thì các bạn rất nhiều hãng người ta đang áp dụng rồi, và
Nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến rất nhiều bác khách hàng khi mua được những bộ karaoke, mặc dù với mức giá rất là hợp lý, khoảng tầm hơn chục triệu thôi, nhưng khi về thấy hay là các bác đều đăng lên kênh và cá nhân của các bác, và để các bác đều đề ngỏ giới thiệu, đó là xin cảm ơn những cái cấu hình do Cương Audio giới thiệu và bán cho các bác, nó phù hợp với túi tiền của các bác, và đặc biệt là cái chất lượng âm thanh của các bác không chê vào đâu được. Thì làm những cái điều đó nó nhỏ thôi nhưng làm cho tôi rất là xúc động. Và đương nhiên là có những người sắm những cái cấu hình khủng lớn đắt tiền thì không cần phải nói làm gì nữa, thì đương nhiên là các bác đã đến với tôi là nó có cái sự tin tưởng và có cái tình cảm nhất định đối với cái cửa hàng âm thanh vàng của tôi. Các bạn thân mến, một vài cái điều mà tôi xin phép lan man chém gió, tôi cứ gọi là chém gió cho nó hài hước, cho nó tình cảm. Thế bạn nào mà thích khủng đấy, bạn nào thích JBL này, các dòng 935 này đấy, rồi 838 này, bass 50 này, ba đường tiếng này, toàn thân của nó bọc simili này, các bạn có thể sử dụng hát trong gia đình không gian lớn, hay có thể sử dụng để kinh doanh kiếm tiền, ví dụ như cho thuê phong bản đám cưới, tổ chức sự kiện, hay tổ chức những cái show nhỏ, hay ở trong các quán mà các bác tổ chức cà phê hát cho nhau nghe, nghe nhau hát đấy, thì đều rất là tuyệt vời. Và tất cả những cái yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép thì các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị góc phải phía trên của màn hình. Và vẫn nhắc lại với các bác, các bạn, các em, nếu như có nhu cầu thì có thể đến với cơ sở của tôi ở Hà Nội để liên tục nhận được những video bổ ích, đồng thời được test, được thưởng thức những bản nghe nhạc, những dòng loa nghe nhạc, những dòng loa karaoke chuyên sâu. Còn bây giờ tôi xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Xin chào, tạm biệt